Những năm qua, Sở Khoa học và Công nghệ đẩy mạnh xây dựng nhãn hiệu, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ cho các sản phẩm chủ lực của tỉnh. Đến nay, tỉnh Hưng Yên có 24 sản phẩm được bảo hộ sở hữu trí tuệ, góp phần khẳng định chất lượng, nâng cao giá trị trên thị trường. Năm 2016, tỉnh Hưng Yên mới có 3 sản phẩm được Cục Sở hữu trí tuệ bảo hộ nhãn hiệu. Thực hiện chương trình phát triển tài sản trí tuệ của tỉnh giai đoạn 2017-2020, Sở Khoa học Công nghệ đã đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ cho thêm 21 sản phẩm, nâng tổng số sản phẩm được bảo hộ lên 24 sản phẩm, đa dạng trên các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp chế biến, tiểu thủ công nghiệp, tiêu biểu là nhãn lồng Hưng Yên, gà Đông Tàu, nghệ Chí Tân, hoa cây cảnh Xuân Quan, chạm bạc Huệ Lai, mật ong hoa nhãn Hưng Yên. Cùng với đó, Sở Khoa học Công nghệ đã phát hành trên 3.000 cuốn sổ tay hướng dẫn sử dụng nhãn hiệu, tổ chức tập huấn cho người dân. Từ khi được bảo hộ sở hữu trí tuệ, sản phẩm được biết đến rộng rãi hơn, kiểm soát tốt về chất lượng do phải tuân thủ chặt chẽ quy định và tiêu chuẩn đề ra. Tình trạng cạnh tranh không lành mạnh được ngăn chặn, tạo uy tín đối với người tiêu dùng.